Chào các bạn nhá. Bếp đôi thương hiệu như thế này, model tựa đời Vio nhá. Bảo là anh khách anh bảo bị cái lỗi cái gì đó nó hiển thị nhưng mà nó không nóng hay gì, không chạy cái gì ấy. Chúng ta sẽ nhìn này, dây điện nó làm họ lấu nó thành đen xì luôn này. Mọi người này. Cái bên này thì vẫn sáng này. Những cái bếp từ này thường là bây giờ những bếp từ công suất lớn, bếp từ đôi này thì là không có phích cắm. Mà là họ về họ sẽ đầu tư họ lắp át các bạn ạ. Nhà mình cũng thế, nhà mình cũng lắp át. Lắp cái át chống giật. Lắp cái át chống giật 30A mua trên TikTok. Hóa ra mình mua đắt. Thấy nó lướt TikTok thấy nó hiển thị mình đang cần cái át chống giật. Thế là mua hai cái rồi vẫn còn một cái trong này. Thế hồi đấy mua bao tiền mình không nhớ nữa. Nhưng mua đắt bởi vì sau đó là khi mình đã kiểm tra rồi. Đây này. Khi mình đã mua rồi thì nó cứ hiển thị những cái shop khác, thấy những cái shop khác bán rẻ hơn, buồn cười vãi cả ra. Adat 30A và có cả chống giật. Dòng giò, chống dòng giò ấy. Đây bây giờ mình sẽ ghim điện này để test thử cho chúng ta tham khảo xem nó bị như nào nhá. Bếp này thì mình đoán là nó cũng như bếp đơn nhưng mà có cái là nó có khả năng bo điều khiển nó chung. Nhưng mà hai chiếc đi xử lý lắm các bạn ạ. À quên, hai chiếc cái công suất đã ghim điện đã lên, không nghe tiếng quạt chạy chỉ tít thế thôi. Thì có vô biểu tượng đây là on này, đó là dơ le đóng tạch nhưng mà ăn chỉ có một phẩy mấy watt thôi, không có tụ bù gì à. Thì đây là bên này à, đúng rồi, còn đây là bên này. Hai bên này đang chạy mức 5 nhá. Còn bên này đang chạy mức 6, chả gì cả. Mình đang đoán là đây là ấn nóc. Không nhả được nóc nữa. Thế nhả nóc gì ở đấy được rồi. Đấy giờ lẹt nhả. Mình đoán nhá, để mình phán đoán nhá. Chập công suất dẫn tới là nổ cầu chì. Nên dưa le cứ đóng thôi, nhưng mà cầu chì nó đã tách một dây AC rồi nên do đó mà tịt hết các bạn nhé. Và khả năng là cái phần điều khiển này nó có một cái bo riêng hoặc là một cái khối riêng cho nó. Mình đang đoán thế nhá, còn bây giờ thì bắt đầu tháo ra xem nhá. Đấy bàn nó như vậy nhá, đây này. On lên này. Bật chạy vùng này này. Mức 8 này, quạt không hề chạy không gì cả. Chạy vùng này này. Mức 4 này, không gì cả. Chỉ hiển thị thôi, không báo lỗi gì cả. Mình phải đưa sang cái bàn bên kia để mình tháo cho nó dễ. Như vậy là bếp này cũng chất phết đấy chứ các bạn. Cũng như mình phán đoán thật nhá. Như mình phán đoán là như thế nào. Đây là cái khung nguồn cấp trước. Nó sẽ tạo cho nguồn cho luôn tạo thành 5V nuôi cái vỉ này này. Và tạo ra cái nguồn để nuôi con dưa le này nhá. Khi chúng ta ấn on thì thông qua cái giao tiếp đưa xuống này, nó sẽ đóng dơ le và cấp nguồn cho hai bên các bạn nhé. Và chúng ta sẽ nhìn nhá, là do cái cụm này là nguồn riêng rồi, do đó mà nó muốn giao tiếp xuống bếp bên này và bếp bên này gửi tín hiệu sang cho nó thì giao tiếp theo kiểu thu phát bằng hai con PC này. Tiếp tục ấy, thì là nó giao tiếp với bên này là bằng hai con PC này nhá, hai PC này. Tiếp tục ấy, nó mới giao tiếp mới một bếp nữa. Thật thì là họ lắp chờ cho một cái model nào đó mà có 3 vùng nấu nhá. Thân là nó không sử dụng trên mặt, nó là chế độ chờ nhá. Buồn cười ghê gớm. Nhưng mà tại sao lại có hai con IC này nhỉ? Chỉ có một con hay lại có hai con? À một con đổ nắp hay sao ấy. À, xem cầu chì cháy không? Đừng cháy nhá, để biết là nó bị hỏng mạch. Ấy giời ngon rồi kia ơi. Các bạn sẽ xem nó hỏng như nào nhá. Tiếp tục cho các bạn nhá. Khi mà cầu chì không cháy này thì mình đang nghi ngờ ấy, đó là đang hở mạch cái đôi đó kiểu như dạng cầu chì cháy. Nhưng mà soi tiếp nhá. Mình vừa bật điện nhá, để mình nhìn. Đây là con TLI276PN, đây là con DC nguồn nhá. Có PC hồi tiếp này. Còn con này là con UTC MC34063. Con này ngày xưa mình biết nó đầu tiên ở trong trong model điện thoại. À quên, model mạng, tên là model mà cắp đồng ngày xưa ấy. Cắm cắp đồng để ra mạng cho máy tính ấy. Thì con IC này, con IC Hapbook
nha, nó sẽ chắc là nó hạ, nó không dùng 7805 mà nó dùng con IC này với con L này với diode này này. Chắc là hạ cái nguồn 12V này. 12V ra một cái mức nguồn 5V cho phần điều khiển. Đây ghim lại đo thử luôn. Mình nói này, mình nói theo cái kiểu thiết kế mình nhìn mình hiểu mà. Thế là nhìn mạch thì hiểu được luôn. Người ta hiểu một phần thôi chứ không bao giờ hiểu hết được. Khi các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ như mình thôi. Các bạn nhìn mạch các bạn sẽ hiểu được một phần của nó. Chứ hiểu hết thì phải dò tiếp. Đây, nhiều trường hợp là mình nhận diện nó như thế nhưng khi mình làm thực tế thì nó lại khác một chút các bạn ạ. Nhá, ghi điện đo nhá. Thì cái mát thì mình cũng chả nhìn thấy cái mát nào đâu. Mát mình lấy âm tụ nhá. Mát mình lấy âm tụ này thì chắc chắn được là mát này nhá. Thì đây là chắc là 5V này. Đó, 5V nhá. Thì chúng ta sẽ thấy có một con diode rất to này, chắc là con mạch này nó chỉ tạo ra một mức nguồn thôi. Đấy, nó ra 12V. Và cái 12V này lui ra le này, và cái 12V này đi đến cái cụm này để nó sẽ hạ ra 5V đấy các bạn ạ. 5V nhưng mà chả đo được nữa, chả biết là đo ở đâu. Đấy, ở cái con quận L đi. À quận ở đầu quận L là chính là đầu con diode này. Nhá. Nó không dùng 7805 mà nó dùng cái cụm này để nó hạ mấy ghi gớm. Thì hiệu suất cao nhá, không sinh nhiệt. 7805 thì có cả nó sẽ sinh nhiệt. Rồi rút điện. Nhưng mà bọn này nó có cả cầu chì của mỗi bên này các bạn này. Đường trái. Ok. Đường trái ok. Bây giờ mình sẽ bật kim điện và mình đo cho chúng ta xem, chúng ta sẽ biết là nó đang mất điện ở đâu. Bây giờ mình đo đồng hồ kim nhá, để thang đo AC. Đang tưởng tượng trong đầu là ban này đơn giản rồi nhá. Đây này, chúng ta sẽ nhìn này. Tiếp địa không nói, đây là 2 dây AC vào nhá. Thì cái dây này chắc là dây com chung, chúng ta sẽ nhìn này. Đó, nó là dây com chung. Nó sẽ đi đây và đi đây, là đi sang dây AC lại bên này rồi. Tiếp tục đi sang bên này rồi. Còn dây AC này nó sẽ đi qua tiếp điểm này nó mới sang được bên này. Nhá, tiếp điểm dây này nó đi sang bên này. Thì bây giờ ấy, là mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo sẵn ở đây đi. Để cho chúng ta hiểu rằng thằng kia này đang bắt lỗi như thế nào cho mọi người hiểu thôi, chứ mình đang tưởng tượng nó đang chết ở chỗ nào rồi các bạn nhé. Mình ghim điện này. Đồng hồ chưa lên gì đâu nhá. Nhưng có 220 rồi đấy các bạn nhé. Đây này có 220 này. Là ở đây này, 2 dây vào này. Đấy, đồng hồ kiểu đồng hồ lên nè. Nhá. Nhưng ở đây chưa có đâu. Ở đây phải ấn on thì dơ le đóng thì mới có nhá. Mình lấy cái gì thì mình mà mở nó giờ, tú vít đi, on nhá. Đây là ấn phải lúc lock, chán quá các bạn ạ. Đấy, on đây này. Đấy, tạch chả có cái gì cả luôn. Các bạn có thể nghe được tiếng kêu tạch tạch nhá. Thì cái lỗi ở đâu? Một là mạch in đang bị mối hàn đang bị bong, dẫn tới là từ điểm này không sang đi là này. Hai đó là cái tiếp điểm của con dơ le này hỏng. Con dơ le này cuộn hút vẫn ok, bởi vì mình nghe đóng được tạch tạch như thế thì là phần cuộn hút vẫn ok, nhưng cái tiếp điểm của nó lổ chẳng hạn, nó lổ mất tiếp điểm rồi chẳng hạn, thì cũng bị như thế các bạn nhé. Tháo bên này đi. Ban này là ban ngon ăn của các bạn thợ. Sửa chữa nó là hỏng hóc, nó là sẽ là khác nhau. Đây là những video mình làm thực tế và mình chia sẻ trên kênh. Và các bạn bảo là sửa như này thì lấy bao tiền, thì mình lấy đạt công của mình lấy thôi các bạn nhé. Có thể là mình sẽ lấy công như là sửa chồng công suất một bên. Và mình không công bố giá nữa, bởi vì nhiều người những cái bếp này là họ biết là khách mua đắt chẳng hạn. Họ thợ, những cái bạn thợ ấy, cả ngày họ mới sửa một bếp chẳng hạn thì họ sẽ lấy công cao. Còn mình thì một ngày mình sửa quá nhiều thứ nên đôi khi mình cũng lấy công thấp thôi. Nên do cái sửa công suất, mình đính chính cho mọi người mình sửa công suất của cái con này. Mình chỉ lấy nó bằng cái bếp đơn, hơn cái bếp đơn một chút thôi, thế thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, đã thấy được lỗi nhá. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn nó nổ đây không? Bàn này nhá, mọi người nhá.
Ban này thì chúng ta sẽ hàn chặt nó lại thôi là được. Thì giả sử mình tháo ra mình nhìn thì không thấy cái gì thì mình sẽ tháo dơ le ra mình đo, bởi nhiều trường hợp thì nó sẽ hỏng tiếp điểm trong dơ le nhá. Có gặp cũng nhiều phết đấy, dơ le nó đóng tạch tạch, nhưng đôi khi bởi vì mình chúng ta sẽ hiểu rằng khách sẽ lấu tắt mở quá nhiều lần thì dơ le cứ đóng nhà thì đôi khi nó lỗi dẫn tiếp điểm mà các bạn nhá. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ gặp là ban ngon ăn đấy, hàn một cái hàn là có tiền các bạn ạ. Do họ dùng cái công nghệ hàn nhúng mọi người nhá, nên do đó là cái bám này nó không bám được nhiều, và chạy thì dòng chảy nó cao, đôi khi nó sẽ nóng, nó sinh nhiệt và nó tách ra, nó nổ đột phát tách ra, thế là nó không dính tí nào nhá. Con này thì chắc chắn nó dơ le không hỏng đâu, nhưng mà cứ thay cho khác để khách cái để lấy tiền cho đỡ e thẹn, cho đỡ ngại ngùng các bạn ạ. Tất nhiên con này cất đi để sau dùng cái khác. Bamea 250V, 240V, chịu mắc nha. Bamea 240V nha. Nó dập lỗi luôn. Con hút 12V DC, côn 12V nha. Con này nó không ghi côn 12V mà nó ghi chữ 112 này thì mình biết nó 12V nha. Cái này chúng ta phải xem thông số đấy, không thì nỡ chạy 18 mà chúng ta lắp 12 là có vấn đề nhá mọi người nhá. Bao rồi thay con cho lắp lấy tiền cho đỡ ngại các bạn. Mình vừa cắt cái đoạn mình lấy nét phía trên, nên là khi mình lắp cái này mờ quá nên các bạn thông cảm nhá. Thì đang cái trong cái đoạn đấy đang nói vào khách đến hỏi vào của anh thay cái gì, thì mình bảo là thay dơ le hết cả đấy tiền các bạn nhá, cho đỡ ngại các bạn ạ. Chẳng ai của anh không thay gì lấy cả đấy tiền đâu đi, này khách lại lằng nhằng các bạn ạ. Nhiều khi đôi khi phải tạo cái sự kiện nó như vậy. Đây cái điện để đo lại cho chúng ta tham khảo là sẽ có điện nguồn ra nhé. Đây đo ở bên này luôn đi để đỡ phải cầm đó, nó lên thì cái đồng hồ này nó lên nhá. Kim nó đang ở đây này, bàn ngon ăn đấy các bạn ạ. On nhá, on xem tụ bù đi vào hoạt động đấy. Đấy các bạn đã thấy có nguồn lên chưa các bạn nhá. Ngày xưa mình có một con, mình nó hồi mình chưa làm kênh cơ, đó là nó cũng bị xỉn như thế. Nếu mà nó xỉn nó cháy xám xung quanh cơ, nó cháy còn như cụt ra các bạn ạ. Thế là mình xử lý xong phát mình bật phát bóng đèn sáng đỏ hết luôn, trắng luôn. Mình biết là hóa ra là một bên công suất, không phải bếp này, bếp con bếp K và H cơ, bếp K và H nó nhỏ nhỏ bếp đôi ấy. Hóa ra một bên công suất nó bị chập, nhưng nó chập thế là nó mới tách sờ cái vị trí ra chứ nó không cháy cổ chỉ các bạn nhá. Hồi ngày xưa mình nhớ có một con mình đã làm như thế. Hồi đấy mình không làm video cho chúng ta tham khảo. Hồi đấy mình sửa một lô K và H, sửa bảo hành cho cái lời bán ấy. Thế có một con ấy thì tháo ra thì đấy thấy nó cũng bị K và H đầy đầu. K và H đầy đầu là bo có một bo nguồn riêng, có dơ le trên đấy và hai bo công suất riêng. K và H đầy sau thì là nguồn phần đường trước này, phần nguồn phần điều khiển ấy được ký sinh trên một nguồn cấp trước của một bên. Đến K và H tiếp theo thì nó lởm quá, nó SMD nhiều, nó lởm quá các bạn ạ. Bây giờ cái nơi mình ngày xưa mình hay sửa cho họ không bán cái đồ K và H nữa. Thì như mình vừa nói rồi nhá, là do một bên nó chập cục trì, nó chập công suất, nó không nổ cục trì mà nó sẽ tách cái vị trí bị nóng ấy ra. Thế là xử lý tưởng ngon anh ăn xử lý xong rồi, xong rồi cô. May là cắm cả bóng đèn chứ không, nếu không cắm con nào cắm con bóng đèn bật phát dưới đèn đóng phát đôi khi lỗ bụp phát luôn các bạn ạ. Ok nhá, nó hoàn thiện còn nha. À, cho lôi vào bên này, họ bảo kinh họ bên này họ lấu nhiều này, mòn hết luôn này, còn bên này vẫn còn cái vòng vòng, cảm giác như bên này to hơn hay sao nhỉ, bên này cả một cái vòng nó bé hơn. Đấy, đã phát sung quả đã chạy. Mức 9 là hết cỡ. À, cái đúng rồi, cái con này à, nó về mất không rồi. Con này nó phát xung ra, nó
nó sẽ chậm lắm nha các bạn nhá. Nó giao tiếp ấy. Đấy mức 8 này. Ăn ở 7,7A nhá mọi người nhá. 8A rồi, nên 8A rồi nhá. Ở mức 9 này, cao nhất này. Cũng thế rồi, cần lấy A các bạn ạ. Nhưng mà lên mức 10 thì về 0 các bạn ạ. Nó lại chạy vòng tròn được các bạn nhá. Về 0 được luôn. Bên này mức 5 này. Đấy, bên đấy quả đá chạy nhá. 5,4A này. Mức 8 này. Được 7,4A rồi này. À, cũng thế này, cũng 8A này các bạn, nói chung là bằng nhau. Mức 9 này. Đó này, nó vui là mỗi bên là 2000W các bạn ạ. Ok. Như vậy là ban khá là đơn giản nhá. Thỉnh thoảng gặp được cái con bếp nó sẽ ban bệnh nó đơn giản như này nhá. Và tiếp theo thì hôm nay mình sẽ sửa một lô bếp từ. Tiếp theo mình sẽ sửa một bo bếp từ đôi nữa. Với chiếc công suất nhá. Còn video này thì kết thúc nhá. Chào các bạn.